Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ qua hành động 8. Thì chờ chúng ta qua chương đầu tiên, nó là chương trình biến giác. Chúng ta ngay trong cái chương 1 này chúng ta có các hình như sau. Ba hình này. Và đây là các dụng cụ mình mới đo và vẽ các hình. Thì chúng ta sẽ thấy phần đầu tiên. Chúng ta coi lúc này hình này là gì đây. Chúng ta qua bài số 1 để tìm hiểu này. Và chúng ta quan sát bốn hình vẽ trên bảng này. Ta quan sát này, chúng ta trả lời câu hỏi. Thì trong bốn hình này, cái hình nào sẽ là thứ nhất? Và hình nào không phải là thứ nhất? Chúng ta xem thứ nhất. Thứ nhất mình thấy là các ảnh đó mà. Ảnh AB, ảnh BC, ảnh CD, ảnh AD. Thì thứ nhất chúng ta có bốn cảnh. Ta sẽ tiếp một thứ hai, cạnh nói AB, cạnh BC, CD, thì hình thứ hai là có là bốn cạnh. Thứ ba, cạnh thứ ba là cạnh nói là AB, cạnh BC, cạnh CD và cạnh AD, thì hình thứ ba là cũng có là bốn cạnh. Cuối cùng thứ tư, cái này là có cạnh AB, cạnh BC, cạnh CD và cạnh AD. Thứ tư là đặc biệt là cạnh BC, cạnh CD đây, hai cạnh này là nằm trong cùng cạnh. Vì thế là này là thứ ba này, thứ tư này là chỉ có ba cạnh thôi, tại hai cạnh này là chung một. Vì thế là trong bốn hình này chỉ có hình bên đây đây, ba hình hợp ở đây, đó là thứ nhất. Đó là cuối cùng chúng ta không phải là thứ nhất. Vậy hình cuối cùng chúng ta là chỉ có ba cạnh. Thì là tứ giác mình sẽ làm đây, chúng ta sẽ qua phần phân biệt tứ giác ABCD. Thì tứ giác ABCD là gồm bốn hợp thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kỳ hai hợp thẳng nào cũng không cùng nằm trên một trục thẳng. Đây chúng ta lưu ý các loại tên của tứ giác. Chúng ta có thể gọi tên nó là tứ giác là ABCD hoặc là BADC. Ta gọi là sao mà cho nó theo quy tắc hình tròn. Kế tiếp, chúng ta chú ý là các điểm bằng điểm A, điểm B, điểm C, điểm D. Các điểm này gọi là các đỉnh. Các cái đoạn thẳng AB, BC, CD, AD, cái này đoạn này gọi là các thẳng của tứ giác ABCD. Giờ các em sẽ quan sát câu hỏi số 1. Các em trả lời câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 này chúng ta có tổng cộng 3 hình. Hiện coi trong 3 hình tứ giác này, cái tứ giác nào mà luôn nằm trong một hợp phẳng có bờ là đường thẳng chứ bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Bây giờ chúng ta quan sát. Bây giờ chúng ta quan sát hình A trước. Thì chúng ta lấy nước cho bạn đặt đi. Đầu tiên là đặt nước vào cạnh AB. Rồi đặt nước vào cạnh AD, cạnh CD và cạnh BC. Chúng ta thấy là sau khi đặt nước mình thấy là đặt về bốn cạnh đó. Thì cái hình tứ giác ABCD này luôn luôn là nằm về một cái mặt bằng có bờ là cạnh có nước. Vậy thì đối với hình A này, hình A này cái tiếp còn về là câu hỏi cho không? Giờ chúng ta sẽ đặt nước vào cạnh BC. Các thấy là sau khi mình đặt nước vào cạnh BC thì các thấy cái phần tứ giác ABCD nó nằm về là hai bên mặt bằng và phẳng của cạnh BC. Thì lúc này là ở hình B. B không có giải phẫu. Rồi cái hình C. C thì chúng ta đặt nước vào cạnh BC thì chúng ta thấy là cái phần tứ giác ABCD nó cũng nằm về hai cái mặt bằng của bờ này của BC. Vì thì đối với C cũng không phải là cũng không có giải phẫu số 1. Hiện nay là trong ba hình chỉ có hình A này, chỉ hình A này mình gọi là tứ giác lỗ.
tiếp lời như thế này đại hoàng như thế tiếp lời như thế tiếp lời là tứ giác luôn nằm trong một nửa một bánh con bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cái nào của tứ giác tứ giác ABC là tiếp lời. Vì đây chú ý ha, để tới trong học tập chúng ta khi mà chúng ta nói đó tứ giác ABCD tứ giác mà ta không nói gì hết thì có nghĩa là chúng ta không hiểu tứ giác này là tứ giác lộn. Vì thì để hiểu thêm một số cái chi tiết về tứ giác thì chúng ta sẽ qua cái câu hỏi số 2. Các em quan sát hình vẽ này và các em sẽ trả lời và quay các thầy hỏi đó. Câu hỏi số 2 thì chúng ta làm a nhỏ tiếp nha. A nhỏ là hai đỉnh gần nhau thì có thấy đây hai đỉnh gần nhau là đỉnh a đỉnh b là hai đỉnh gần nhau. Chúng ta coi trong cái phần này có hai đỉnh gần nhau hay không, chúng thấy còn rất là nhiều, ví dụ như là b đỉnh c cũng là hai đỉnh gần nhau, hoặc là đỉnh c đỉnh b cũng là hai đỉnh gần nhau, hoặc là đỉnh a đỉnh b cũng là hai đỉnh gần nhau. Bây giờ tới là hai đỉnh đối nhau, ví dụ như đỉnh a đỉnh c, hai đỉnh này cũng là hai đỉnh đối nhau, ta coi còn hai đỉnh nào đối nhau hay không. Chúng ta thấy là đây b đỉnh c hai đỉnh này cũng là hai đỉnh đối nhau. Còn bây giờ tới hai đỉnh chéo, đây là đỉnh chéo đây, đây mình vẽ ta bắt đầu đỉnh chéo đây, mình vẽ AC, chúng ta coi còn đỉnh chéo nào không. Chúng thấy là nếu mình nói BD lại thì đây cũng là đỉnh chéo. Rồi hai cạnh kề nhau, ví dụ cạnh AB và cạnh BC thì còn hai cạnh nào kề nhau nữa không? Ví dụ như BC và CD, hai cạnh này cũng là kề nhau. Rồi CD và AD cũng là kề nhau. Hoặc là cạnh AD và cạnh B, AB cũng là kề nhau. Giờ hai cạnh đối nhau, chúng thấy là tình vẽ ví dụ là cạnh AB và cạnh BC chỉ thấy còn hai cạnh đối nhau nữa rồi. BC và AD cũng hai cạnh đối nhau. Tính góc, đây là góc A. Thì ngoài góc A thì còn thấy là tứ giác ABCD còn cái góc khác nào, ví dụ là góc B, rồi góc C và góc D. Rồi hai góc đối nhau, ví dụ góc A và góc góc C, hai góc đối nhau. Rồi đây là còn hai góc đối nhau nữa là góc B và góc D. Chúng ta thì xem là rồi góc đối nhau. Rồi đây là điểm nằm trong tứ giác, điểm phải là tứ giác ABCD đây. Như thế là điểm M nằm trong tứ giác. Vì ngoài điểm M thì còn điểm nào nữa? Thấy còn điểm B. B cũng là điểm nằm trong tứ giác ABCD. Rồi điểm nằm ngoài tứ giác, điểm nào nằm ngoài tứ giác? Vậy thì điểm phải là ngoài điểm nào ta còn có điểm Q này, điểm Q cũng là điểm nằm ngoài. Giờ chúng ta đã tìm hiểu cái hỏi số 2, đó là một số cái chi tiết về tứ giác ABCD. Chúng ta vào phần kế tiếp ha. Đó là phần này nhỏ, và tổng các góc của tứ giác thì như thế nào. Thì trước tiên là chúng ta phải nhắc lại kiến thức lớp 7. Và nhắc lại về tổng các góc của một tam giác. Thì các em nhớ là tổng các góc của một tam giác bằng 180 độ. Rút 7 mặt rồi thì áp dụng cái tổng bao góc của tam giác sẽ coi tứ giác ABCD là tổng bốn góc nó sẽ bao nhiêu. Bây giờ sẽ áp dụng tổng bao góc của tam giác, chúng ta sẽ chia cái tứ giác này thành hai cái bán nhỏ để chúng ta chia bán AC. Thì mình chia cái góc A thành hai góc và góc A một và hai, góc C thì thành hai góc là góc C một và góc C hai. Ta thấy là lúc này cái tứ giác này thành hai cái tam giác. Thấy là ta nhân ra tam giác ABC này, thì góc A một cộng với góc C một cộng góc B là bằng 180. Rồi tam giác phía dưới
đời của chúng ta cũng còn mình chết đó. Vì sứ giác ABCD cộng lại bốn góc sửa lại mình thấy là góc A bắt đầu là A một đỏ hai rồi góc C bắt đầu là C một đỏ hai. Vì vậy thế là góc A một và cộng cho góc B với góc C một thì chính là tổng bờ góc của ngay phía trên thông qua này là 1.8. Ở góc A2 cộng góc B cộng góc C2 thì đây là tam giác phía dưới. Giờ tổng của ba góc này cũng là 1.8. 180 mà cộng 180 là 3.8. Vì thế thấy là các góc của tam giác ABCD tổng của bốn góc này là 360. Góc thì là sử này. Vì thế thấy là tổng các góc của một tam giác bằng là 360. Nếu ta có tam giác ABCD thì sẽ góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng cái định lý tổng bốn góc cho một tam giác 360 độ. Chúng ta sẽ giải các em coi số 1. Trường hợp số 1 và chúng ta đặt tổng là có bốn hình. Các em quan sát bốn hình vẽ. Các em phải cho biết rồi số đo bốn ít trong mỗi hình vẽ sẽ là bao nhiêu độ. Bây giờ chúng ta sẽ làm hình số 1 trước ha. Các quan sát hình số 1. Hôm nay lúc này là góc A chúng ta là 110 độ, góc B là 120 độ, góc C của mình là 80 độ. Vì số đo của góc D là chỉ ít bằng nhiêu. Các em nhớ là tổng bốn góc trong cái giác ABCD là bằng 360 độ. Vì góc D mình sẽ lấy 360 mình trừ cho là tổng ba góc A, B và C. Mình tổng góc ABC trước ha. 110 cộng cho 120 cộng cho 80 là bằng 310 độ. Vậy thì lấy 360 mình trừ cho 310 còn được là 80 độ. Thì góc D của mình này sẽ được là 80 độ. Giờ lúc này là tiếp chúng ta sẽ bằng 80 độ. Cái nếu chúng ta cũng làm giống vậy, chúng ta làm áp dụng vô cái hình số 2. Cái này theo lưu ý hình số 2 góc này đây. Các mày các em biết rồi, cái này là góc vuông, vuông mình sẽ đo của nó sẽ là 90 độ. Vậy thế là chúng mình lại góc E của mình sẽ bằng là 90 độ. Tương tự thì góc F chúng ta cũng là 90 độ. H chúng ta cũng là 90 độ. Vậy thì là góc G của mình sẽ lấy 360 độ. Mình trừ cho tổng số 3 góc EFH. Vậy thế là 90 cộng 90 cộng 90 đó là 270. 360 mình trừ cho 270 là 90 độ. Lúc này là góc G của chúng ta là sẽ là 90 độ. Vậy biết chúng ta là bằng rồi đó là số 3. Tương tự giống hình số 2 đó. Thay đổi này là góc B và góc E. Hai góc này là hai góc vuông này. Hai góc này là số 3. Mỗi góc là 90 độ. Góc A là 65. Rồi góc B chúng ta này là 90. Góc E chúng ta là 90 nữa. Vậy là góc D của mình sẽ lấy 360 mình trừ cho tổng của ba góc này là 90 cộng 180. 180 cộng 65 nó là 245. Vậy 360 trừ cho 245 nó được bằng 115 độ. Như vậy góc D chúng ta hay là ít rồi. Rồi cuối cùng đó là còn là số 4. Em lưu ý nói cho số 4 này em hết. Đây có vuông. Có vuông là góc là anh nào thì ca hay là bơi chất. Vuông là những cái đó. Ở đây cái góc là y ca mà nó chưa cho số đo. Nhưng cái khái là góc là y ca mà này. Nó là cây vuông với góc 60 độ này. Vậy thì góc y ca mà sẽ lấy đúng số đo nó mình sẽ lấy 180 thì xong rồi. Vì vậy góc IK mà nó còn là 120. Tương tự như thế là góc là K mà là tại đây. Góc này cũng kề bộ với góc 115 độ. Thì hằng này sẽ là 180 trừ cho 180. Cho các lòng đồ. Vì thì cái góc còn lại là góc nào? Thì mình sẽ lấy 360 trừ cho tổng 3 góc thêm. Bây giờ được gọi lúc này là hằng nào chúng ta có được là
nhưng lại ít chúng ta phải thành nó. Vậy thì chúng ta áp dụng cái định lý để chúng ta giải quyết bài tập số 1. Thì đối với bài tập số 1 thì anh nhớ anh em nhớ chắc là trong cái giá trị tổng vốn gốc cái đo nó sẽ là bài tập số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ vào bài tập số 2. Một cái quan sát bài tập. Em thấy trên mình chúng ta có là hai hình, đó là hình A và hình B. Hình A là tứ giác ABCD, có số đo lúc này góc A thì chúng ta là 100 độ. Do vuông góc D là 70, do vuông góc C là 55 độ. Và lúc này là giá trị số đo của x là bao nhiêu? Góc B đó. Vì đối với bài tập này chúng ta sẽ áp dụng tổng 3 góc, tổng 4 góc tổng tứ giác, tổng 38 độ. Thì mình thấy bài tập này là tứ giác ABCD. Góc A cộng B cộng C cộng D là 360. Rồi lúc này là góc A là 100. Góc B là x. Rồi góc C là 55. Rồi góc D là 70. Thì lúc này làm thế là 100 cộng 55 cộng 70 là 225. Thì là x cộng cho 225 bằng 360 độ. Lúc này x chúng ta sẽ lấy là 360, mình sẽ trừ đi cho 225. Rồi 135 độ. Giờ số đo của góc B chúng ta là 135 độ. Thì tương tự vậy thì các em nhà các em làm cho thầy bài cái hình B đây. Có áp dụng giống như là bài A. Em lưu ý đối với hình B, B này của em là góc U là góc độ. Và ở đây nữa là góc G góc H, cái này là 2 feet. Thì chúng ta áp dụng tổng mức góc của tuyến giác bằng 36. Chúng ta thấy là góc E, góc F, góc G, góc H là bằng 360 độ. Thế lúc này là 90 độ cộng 150 độ cộng cho x cộng cho x bằng 360 độ. Lúc này em coi lúc này là x chúng ta giải ra x bằng 30 độ. Đây nhà tự làm ha, làm giống như và hôm nay chúng ta kết thúc.